lâu rồi trong design nên vừa nghe rồi giờ lâu rồi tôi tìm mua nick cứ chậm hiền tập bốn cứ dùng thương mại config IP dưới ngoài bán đó là ta một cái để dùng design mà cho khó snap all one mà là chung một mắt chắc ngày thấy ở đây thì chưa có lắm phía trán cứ có bị port cho lắm tập port cho lắm em về nhỉ cho mình dùng mơ là mẹ port và dưỡng cái này mà IP address rồi cả phí rồi ông vay cho mua cho phí hạ buồn đó và sẵn sàng mát chứ anh xong mặt chai xong là thế đó. Chứ dừng nâu rồi kì nâu sẵn tạo dừng 300 exit các bạn này dừng cho tôi interface mua tiền tới interface hãy sử dụng số xong xong ta bất clock rate version cả version muốn vì dừng ta còn phí chứ nè ta bất clock rate này vì auto vậy dừng trong còn phí các bạn mình còn phí các bạn này nè IP address rồi cả phí rồi ông vay cho phí cho mùi sẵn sàng mát nè dương ai nấu sẵn nè anh ấy có trong dương chọn đấy dương ai tiền mới bán á mà nấu sẵn nào dương chọn đấy dương tiền chạy dương sâu cái sâu running máu khơi như cái phải port vào dương miền này cái serial này nè miền clock cái này phải nhé miền clock auto à dương chọn đặt clock clock mình thấy dương anh chạm về dương đồ vía nè dương cài private chiếc router tìm mũi nó cực trong cột phí chạm sập rốt trong xe về nè mình đang chạm sập rốt thế còn là cột phí ba IP nè mà chứ IP chứ bây giờ phí port chứ chứ cột phí IP phí port nó sẵn mà nè 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 Week 2 nè ấy hàn viên phí ấy nè 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 mà cả phí cho phí cho mùi tam nền vương design mà kèm mơ nè chắc xong router tí tí pì mà config hostname auto interface chắc chúng mơ port vào dưới ai serial số số IP address rồi cả pì mà không phải cho pì cho pì nè serial số số dùng là lời cái rút hiệu bởi dưỡng mà nè anh ấy chẳng bạch clock ra thế tại sao mà chỉ hiên nó nên clock hết nó sạch đào nè chẳng áp á nè chẳng dân cho tập hôn mùi tiết xấu xấu mùi mình xong nè xấu xấu mùi à. Interface ở đây interface xấu xấu mùi IP address rồi cả phí rồi không thấy cho bay cho mùi và cho bay cho mùi nó sẵn là mát thế là nó không ra bao nhiêu máu mà chân máu hay dùng nấu sắt sẵn tạo chúng khăn cái chữ cần IP port dương đi áo hãy rồi sẵn riêng ngày start thì rút chẳng đi cần phải tạm cái nào nhé chứ như cần phải router tí tí bày mùi tiền sự khăn cái cứ thơ mấy cần phải IP port bao giờ này rồi sẵn đó chẳng nô mà anh đẹp bó cần phải thơ mì nó host name và O3 chắc interface và internet số 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 IP address rồi cả phí rồi hồng váy chọn váy chọn phí há buồn chắc chúng nấu sát sạch đào chân chúng cho tập hôn tiết sử dụng số 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 IP address rồi cả phí rồi hồng váy mở sẵn chờ làm này không chờ làm nữa anh ấy chạy bay anh ấy chạy buồn nữa nè à, chẳng design khó cái nhé cái design khó ấy mà design khó cái chứ chờ làm mà chẳng trong cái đất mới design trong làng vĩnh chắc trong châu tư ấy config port đi làng vĩnh interface file đến số IP address
rồi cặp pi rồi không vậy chơi bốn chơi pi hạ bốn chân chấm cái khó đó chấm chấm cho tới interface real số IP address rồi cặp pi rồi không vậy chơi bay chơi mùi no sát tê các bạn đấy nè chứ chứ trong config của cái rộng đó config IP switch mà nít dân rồi rộng đó áp dân nít dân verify mà tới dân so run mà tới ta dân config nâng trâu tam ở đây dân ban design đó nó mà việc nâng trâu nâng việc dân mở đó mà ở lâu trong mưa này tiết trong tam ở đây dân design đó tại trong config so run nè tam trâu vậy để xem design hả mà chân cho mừng nè chân cho anh ấy biết dùng verify mà tìm toàn cho mua rồi đang ở vậy để dùng bản con config nè mà pp bay mùi nè trâu hả chân và toàn một tiết dùng chập ra config static root nè mà chân dùng từ lời rút hiệp đi chân static root được chắc là chân chân này cái chân ai destination anh ấy nè config terminal IP root nè chân destination chân từ mà từ bốn tới sau nè này họ bao giờ cứ rào từ này nó có bài cho pi cho pi nè ông phải sẵn lên mà nè phải sẵn lên rào từ này nó có bài cứ rào từ đàn đấy và nè hai phiền này chạy pi đó ok chung lịch pi vào chúng ta đoàn là bạn này nè, lịch anh ấy lịch pi đó và lịch pi vào nhóm đi mà inter mà đó. Lịch pi chứ anh ấy chưa cần pi rồi hả chứ ai chung cần pi anh ấy nè chứ anh ấy biết miền song hàng chứ từ pi đó destination mà đi muối destination máu mình đi mùi chất viên trâu nhẹ đầu cả đào chất nên sẽ mọc luôn thì mới ai score thành xóm xóm khai chất viên trâu config pi nè mà chất config thơm nó IP root chất destination mà khăn đấy rồi cao phí rồi hồng vay chất mũi chất sâu pi áp rắn chất tư diện network app anh ta này hôm rồi cao phí rồi hồng vay chất phí chất mũi đều khăn đi nè mà thơ má hai mũi tiết màu tư kháng kháng chơi này kháng làm này nó cứ bút sau pi áp rám pi áp rám IP này không bao vía cứ bay chơi pi cứ router 3 nè IP vào router 3 để port bị chọn nè và chấn rồi chấn chữ C đó viran star chấn ngay mũi tiết cứ tí buồn ấy nè chứ tí buồn ấy cứ còn fix thơm nó thì phí rút rồi cà phí rồi mấy chạy mũi chết sâu nè mà anh này họ bảo biết cứ rồi cà phí rồi hồng vấy chơi bấy chết mũi cứ ra tới thu nè để cho mũi ra tới sri ok mà nè phần này là gì kể để cà phí mà rồi không vậy bây giờ chúng ta trong còn phí học mở sẵn rồi cà phí mà rồi không vậy thì sao ta bắt nhau còn phí nít trao qua hỏi này hop in và lên này hop in và lên để xa ấy xa chúng ta trong còn phí lại nít không nét hot sẽ đi sâu mùi chúng tôi mở port sửa số 10 bọc trong sân số ra bay mùi trâu rồi nè trâu hả và chúng ta mở này các nhóm config học hàng này ấy sửa cái nhé khi khâu ấy
anh lúc bay muốn anh ấy bay bay phi kho bay được nhầm đi design chứ đặc biệt design vì đặc biệt thuê ai phí rồi nè chứ port pin nó trâu cái different IP phí nè chứ nhưng trâu riêng còn phí làm vệ tinh mà còn phí thơ bị nó interface serial số IP address rồi cả phí rồi không phải bay cho phí nè mà chứ chứ không đàn đang mùi đi cho làm IP nè chứ bây giờ chúng con phí mặt đa chứ chứ mới chơi làm mọi dân nâng tán mà lâu IP root mà rồi cả phí nhờ hồng bấy cho bấy cho chạy mùi ôi chạy lòng chạy mùi chạy sâu mà rút anh này hóp anh chạy bấy cho mùi mà chắc vẫn đang rồi thế ở đây rồi thế mà chắc chứ xéo à, chắc như sau IP root mà nè thì nè nè sau IP root nè mà anh giúp tìm mất sau IP root bây giờ ta ta tìm root chưa IP root số root và đạo và đi start root miễn phí nè cho ý sẽ đạm càng lấy mỗi càng càng mỗi nè nếu như tiên mà bây giờ verify mới là giờ cho 4 xong nè hãy mơ này hôm bây giờ này dùng tiên nó không biết cho dùng mơ này hôm việc tiền nè ta này hôm bây giờ nó còn việc trở lại tổng bây giờ apply cho môi computer dân mắt chúng ta cà phí rồng vấy chạy mùi chạy mùi chấm hết vế cứ IP qua router để cho chúng mình computer nữa mùi chạy phí hả thì hả buồn nữa mà router computer đi một tiếp chấm rồi cà phí rồng vấy chạy buồn chạy mùi rồi cà phí rồng vấy chạy buồn chạy phí hả buồn chứ dùng ping tại tất cả này cái mũi chói mũi mà nè chắc này mà tầm nào ca việt tới bán thời luôn nè chứ erotic nè đi sang thì mũi cứ config stone IP nè port IP nè bà na tham à anh ấy cái anh ấy vậy anh ấy cứ tiệp phong cho mọi người là bươn bảo viên này cam phải chung thôi mình ai lẽ bán này à ấy anh ấy bây delay anh ấy cái này delay một vía nữa chứng vì đam mê tận đo lại những video chụp này về mà phần này bớt sân vì là bươn vì lướt như thế anh đang bị khay bươn lướt nữa anh đang chưa chọn ao việc khay luôn ra mấy traffic thứ ba thì chưa mà những đoạn học tập đó vì lướt này